Sáng hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 2023, hiện tại bây giờ là 6 giờ 30 sáng. Sáng hôm nay thì đội U23 có cái buổi tập nhẹ gần khách sạn, vì ngày hôm nay thì đội U23 sẽ không thi đấu. Sáng ngày hôm nay thì đội U11 sẽ đi khai mạc, chiều đội U13, và chiều thì là sẽ có buổi thi đấu, trận thi đấu đầu tiên của đội U11. U13 sẽ nghỉ đến ngày mùng 5. Đâu một thi đấu trận đầu tiên. Toàn đội đang có buổi tập luyện. Đây, toàn đội U23 đang ăn sáng. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 2023. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6. Toàn đội U23 đang ăn sáng. Hiện tại bây giờ là 8 giờ ngày mùng 3 tháng 6. Thì tầm khoảng 9 giờ là sẽ có trận, có buổi lễ khai mạc giải U11. Tất cả các đội là bước vào để tham dự lễ khai mạc. Quang cảnh chung của sân nhà thi đấu. Đây là được vào hiện đi trong sân đang có trận thi đấu giữa Khánh Hòa và cả Quảng Ngãi. Khánh Hòa 5, tỷ số 5-1, Khánh Hòa 5, Quảng Ngãi 1. Đây là trận bóng giữa U11 Khánh Hòa và U11 Quảng Ngãi. Hết giờ rồi. Đây là chuẩn bị khai mạc giải U11. Sau khi kết thúc trận đấu Khánh Hòa và Quảng Ngãi thì là ban tổ chức bắt đầu tiến hành tổ chức khai mạc. Đây là không khí của sân vận động nhà thi đấu. Đây là quang cảnh của nhà thi đấu thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Đây là quang cảnh chuẩn bị buổi lễ khai mạc giải bóng đá nhi đồng U11 tại tỉnh Quảng Nam. Đây là quang cảnh chung của buổi lễ khai mạc giải bóng đá nhi đồng U11 Tân Quốc năm 2023. Cục Net Milo. Thank you.
toàn đội U23 sẽ ngồi bên này. Toàn đội U23 thì chiều nay cũng có trận thi đấu nào. Chiều nay các bạn chỉ đi khai mạc thôi. Hiện tại là 13:30. Chiều nay sẽ khai mạc giải bóng đá U23 thiếu niên toàn quốc năm 2023 tại sân vận động Tam Kỳ. Đây là quang cảnh chúng của ngoài sân vận động. Đây là sân vào buổi khai mạc. Sau buổi khai mạc thì là sẽ diễn ra trận đấu giữa SHB Đà Nẵng với là Quảng Nam chủ nhà, trận khai mạc của giải U23. Là quang cảnh chuẩn bị bước vào buổi lễ khai mạc. Sẽ diễn ra trận đấu khai mạc mùa giải năm nay, mùa giải bóng đá thiếu niên U23 toàn quốc năm 2023 vòng bảng tại tỉnh Quảng Nam được diễn ra giữa đội chủ nhà U23 Quảng Nam và đội bóng SHB Đà Nẵng. Và sau khi kết thúc trận đấu thứ nhất, ban tổ chức sẽ có món quà, bốc thăm may mắn cho các khán giả nào may mắn phòng với người hoàn toàn may mắn. Nằm gì mày không? Cái này chủ chờ bố về đây. Kêu là bảo vào phút đúng không này? Bảo vào được tuần nào không? Hả? Không, thịt tiêu đã vào được 7 phút, nói với mẹ biết. Được vào. Còn Hải, Hải chưa số 5 đúng không? À, 11. Quý. Rồi, tuần nào cố gắng nha.